biển đâu. Báo tủ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch. Biển đâu. Hôm nay là bão tố đang về. Tôi đang đứng ở trên đất Nghệ An, huyện Hoàng Mai, biển sóng. Biển đang cũ do ảnh hưởng của cơn bão. Có những hôm sóng lên tận những bậc đá này. Biển gầm gừ cát cào con sóng. Con sóng mênh mông. Tùng trắng xóa. Con sóng này to này. Lên sóng mạnh. Con sóng to nè. Đây là tôi đứng trên cao. Nếu mà tôi không đứng trên cao, ôi con sóng cuộn 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 cuộn. Mạnh nào, mạnh nào.